Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo khoác bóng chày cho bé. Ở đây mình phối hai màu xanh như thế này. Ở mặt trước mình có trang trí hình ngôi sao và các cái hạt nút ở đây. Phần tay và gấu áo thì có các cái đường viền như thế này. Dụng cụ gồm len miêu cotton. Ở đây mình dùng màu xanh đậm để móc phần thân áo, phần tay áo thì móc màu xanh nhạt, có thêm hai màu trắng đen để móc cái phần gấu áo kim móc mình dùng kim móc 4.0 mm kéo cắt len kim đánh dấu ở đây nếu không có kim đánh dấu các bạn có thể dùng màu len khác để đánh dấu vào mũi móc và các cái hạt nút như thế này Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút Móc và kéo len qua vòng tròn Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ lúc này móc lên cho mình 80 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi móc được 80 mũi móc xích, tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Và móc vào chân móc thứ 80, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các mũi kép đơn cho đến cuối hàng, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên là cái chân móc mà mình gây nên hai mũi móc xích móc vào đây một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc Sau khi móc đến cuối hàng thì mình được hai hàng móc đều nhau như thế này. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Cũng móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở các cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như các cái hàng mà mình vừa móc. Móc cho đến khi cái chiều cao này bằng với cái chiều cao từ cái phần hông của bé đến cái phần nách. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Thì ở đây mình đã móc lên thêm được 10 hàng móc như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành chia mũi để móc cái phần thân ở phía trên. Từ đầu móc phía bên này các bạn đếm vào cho mình 20 mũi móc. Đây, đây là chân móc thứ 20. Các bạn dùng kim đánh dấu đánh dấu vào chân móc thứ 20 này cho mình. Dùng kim đâm vào đây để đánh dấu cho mình. Tương tự với đầu dây bên này các bạn cũng đếm ngược vào cho mình 20 mũi móc. Đây là chân móc thứ 20, các bạn cũng dùng kim đánh dấu để đánh dấu vào đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân trước ở phía bên này. Móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến cái chân mà mình đánh dấu ở phía bên này từ cái chân này các bạn chưa ra cho mình hai mũi móc ở đây và móc đến cái chân móc này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc xong các cái mũi kép đơn ở cái chân móc sát cái mũi mà mình đánh dấu đây hai cái chân móc này các bạn chụm lại cho mình hai cái chân móc này chụm lại thành một chân các bạn lấy len đâm kim vào chân móc thứ nhất móc và, móc và kéo len qua sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy len đâm kim vào chân móc kế bên móc và kéo len qua chân móc sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim như vậy là trên kim được ba chân móc như thế này Tiến hành lấy len và kéo len qua hết các cái chân móc trên kim, sau đó móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng móc tiếp theo này các bạn bỏ qua cái chân móc đầu tiên cho mình, bỏ qua chân móc này và móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại (móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn, chân kế bên móc một mũi kép đơn) chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cái đầu móc phía bên này các bạn cũng chưa ra hai mũi móc này móc đến cái chân móc này cho mình chưa ra hai chân móc phía bên này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở hai chân móc cuối cùng này các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân tương tự như cái chân mũi chụm ở phía dưới này các bạn cũng lấy len đâm kim qua chân móc thứ nhất móc và kéo len qua chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim, tiếp tục lấy len, đâm kim qua chân móc, móc và kéo len qua chân móc. Móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim đã được ba chân móc như thế này, tiến hành lấy len và kéo len qua hết các cái chân móc trên kim. Sau đó lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc tiếp theo này các bạn cũng bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại. Ở hàng móc này ta móc giống như cái hàng thứ hai ở phần thân này, còn hàng phía trên này móc giống như cái hàng thứ nhất. Các bạn làm cho mình các cái hàng móc tiếp theo cũng tương tự xen kẽ các cái hàng móc này cho mình. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Thì ở đây mình đã móc lên được chín hàng móc như thế này. Chín hàng móc giảm mũi ở đây. Chín hàng như thế này. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Ta được một phần thân trước của áo như thế này. Tương tự như cái phần thân mà mình vừa móc ở đây. Thì cái phần thân ở bên này các bạn cũng móc cho mình tương tự, giống như là cái phần thân ở phía bên này. Các bạn tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. thì ở cái hàng móc này đây là hàng móc mặt phải thì để cho móc sen kẽ trái phải trái phải như thế này thì các bạn móc cho mình từ phía trong ra đây là cái chân móc có kim đánh dấu ta đâm kim vào cái chân móc sát cái chân móc đánh dấu này đâm kim vào đây sau đó đưa nút này vào cái chân móc lấy len qua móc lên hai mũi móc xích Bỏ qua cái chân móc mà mình vừa móc móc vào cái chân kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối hàng thân áo bên này ta móc giả mũi ở phía này thì thân áo còn lại các bạn sẽ móc giả mũi ở phía bên đối diện cũng giảm cho mình chín hàng móc giống như cái hàng móc này tương tự cho cái phía bên này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở đây mình đã móc thêm được chín hàng móc giả mũi như thế này các bạn móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì ta đã hoàn tất được hai cái phần thân trước như thế này hai cái phần thân đều nhau như thế này bây giờ ta sẽ tiến hành móc giả mũi ở cái phần thân phía sau ở hàng móc này đây là cái hàng móc mặt phải thì bây giờ ta sẽ tiến hành móc từ phía trong, đây là mặt trái, ta sẽ tiến hành móc từ đây. Các bạn tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ở cái chân móc mà mình đánh dấu bằng kim đánh dấu ở đây, ở cái chân móc này, các bạn không móc vào cái chân móc này mà móc vào cái chân sát cái chân móc này cho mình. Móc vào cái chân móc này. Tháo kim đánh dấu ra, Móc cái nút mà mình vừa tạo, móc cái nút này qua cái chân móc. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc mà mình vừa móc, móc vào cái chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến đầu móc phía bên này. Các bạn cũng chưa ra cho mình hai chân móc này từ cái chân móc mà mình đánh dấu, Chừa ra cho mình hai chân móc sát bên, móc đến cái chân móc này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc được các cái mũi kép đơn như thế này, thì ở hai cái chân móc xét cái chân móc mà mình đánh dấu hai chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân các bạn lấy lên đâm kim vào chân móc thứ nhất móc và kéo len qua sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên đâm kim vào chân móc kế bên móc và kéo len qua sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim khi trên kim được ba chân móc như thế này các bạn tiến hành kéo len qua hết các cái chân móc trên kim tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở hàng móc này các bạn cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên bỏ qua chân móc này móc vào cái chân móc kế bên móc vào đây một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại đến hai cái chân móc cuối cùng này hai chân móc này các bạn cũng chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ở cái phần thân sau này các bạn cũng móc lên cho mình chín hàng móc móc lên chín hàng móc bằng với cái phần thân trước như thế này các bạn cũng móc cho mình giảm mũi ở đầu và cuối của hàng móc mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở đây mình đã móc lên thêm được chín hàng móc giảm mũi ở đầu và cuối như thế này các bạn tiến hành móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len như vậy là ta đã hoàn thành được một cái phần thân áo giảm mũi ở đây giảm mũi như thế này bây giờ mình sẽ hướng dẫn viền lại cái phần phía dưới này các bạn dùng màu len trắng đâm kim vào cái chân móc đầu tiên ở phía dưới này đâm kim vào đây móc và kéo len qua sau đó móc lên một mũi móc xích móc vào chân móc vừa móc một mũi nửa kép Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến đầu phía bên này. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Móc cho đến cuối hàng. Sau khi móc các cái mũi nửa kép đến cuối hàng, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền cái màu đen. Ta đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Đây đây là cái chân móc đầu tiên, đâm kim vào cái chân móc này. Đâm vào đây. Sau đó móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng, cho đến đầu dây bên này. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc được các cái mũi móc đơn màu đen như thế này các bạn cũng móc tiếp cho mình thêm ba hàng móc nữa xen kẽ một hàng mũi nửa kép màu trắng một hàng mũi móc đơn màu đen sau đó kết thúc là một hàng mũi nửa kép màu trắng làm tương tự giống các cái hàng móc mà mình vừa móc móc cho mình thêm ba hàng móc nữa một hàng màu đen và hai hàng màu trắng sau khi kết thúc các cái mũi nửa kép màu trắng cho đến cuối hàng thì ta được cái phần bo áo như thế này các bạn móc lên một mũi móc xích kéo và các len ở đây mình đã đi được một nửa chặng đường như thế này bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần tay áo các bạn tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ nút này các bạn móc lên cho mình 30 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau khi móc được 30 mũi móc xích, tiến hành móc vào cái chân móc đầu tiên, móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn và cái chân móc này và chân móc kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng, móc vào chân móc đầu tiên này một mũi dời. Hai mũi móc xích. Thì cái vòng tròn 30 mũi kép đơn này đã vừa với cái phần cánh tay của bé. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình các cái hàng móc tương tự như vậy. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, móc vào cái chân móc ghế bên này, móc vào đây một mũi dời, móc lên hai mũi móc xích. Ở cái hàng móc tiếp theo các bạn cũng móc cho mình tương tự giống như cái hàng móc mà mình vừa móc. Ở cái phần thân từ cái phần nách này. Các bạn móc cho mình 10 hàng. 10 hàng móc như thế này thì ở cái phần tay áo các bạn cũng móc cho mình 10 hàng móc tương tự. Đối với những bé lớn hơn thì các bạn móc cái phần tay áo này dài hơn cái phần thân áo ở đây. Còn những bé nhỏ hơn thì các bạn có thể móc ngắn hơn hoặc là bằng. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho đến cuối vòng Móc cho mình 10 hàng móc tương tự như vậy Giống như cái phần thân ở phía bên này Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc Thì ở đây mình đã lên thêm được 10 hàng móc như thế này Bằng với cái phần thân ở phía bên này Các bạn móc vào cái chân móc kế bên một mũi dời Móc lên hai mũi móc xích Bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi để ráp vào cái phần thân này móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại ở đầu móc phía bên này các bạn chừa ra cho mình cái chân móc này và hai chân móc kế bên các bạn chừa ra cho mình ba chân móc này móc vào cái chân kế bên này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở ba cái chân móc cuối cùng của phần tay áo này thì ở cái phần nách của thân các bạn chưa ra cho mình một mũi ở đây một mũi mà mình đã đánh dấu cái kim đánh dấu á thì ở phần tay áo các bạn cũng chưa ra cho mình một mũi móc đó móc vào hai cái chân móc kế bên này hai chân móc này các bạn gộp lại cho mình thành một chân cũng lấy len đâm kim qua chân móc móc và kéo len qua hai chân móc trên kim tiến hành lấy len đâm kim qua chân móc kế bên móc và kéo len qua sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim khi trên kim được ba chân móc thì tiến hành lấy len và kéo len qua hết các cái chân móc trên kim móc lên hai mũi móc xích ta cũng chừa ra một cái chân móc ở đây giống như cái phần thân áo quay ngược đầu móc lại cũng bỏ qua cái chân móc đầu tiên bỏ qua chân móc này và móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại ở đầu móc phía bên này các bạn cũng chưa ra cho mình hai mũi móc và chậm hai mũi móc lại lại thành một chân mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Ở hai chân móc cuối cùng này các bạn cũng chụm lại cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân, tương tự như cái mũi chụm ở phía bên này. Cũng tiến hành lấy len và đâm kim qua hai cái chân móc này. Sau đó móc và kéo len qua ba chân móc ở trên kim. Móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Tiếp tục bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn, Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái đầu phía bên này các bạn cũng chừa ra hai mũi và chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân. Móc cho mình lên chính hàng móc bằng với cái hàng móc ở phần thân này. Móc lên chính hàng móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc. ở đây mình đã móc lên thêm được chính hàng móc giảm mũi giảm mũi như thế này ở đầu và cuối của hàng móc các bạn móc lên một mũi móc xích bây giờ ta sẽ tiến hành ráp cái phần tay này vào cái phần thân áo các bạn đặt cái phần thân áo ở phần mặt phải của thân hay là cái phần mặt phải của thân sau đó đưa phần cánh tay này vào bên hông của phần thân áo lật cái phần mặt trước này qua một bên thì cái mũi kết thúc của cái phần tay áo nó sẽ nằm ở đây. Đây ta sẽ ghép lại như thế này. Ta đâm kim qua cái chân móc ở trên cùng của phần thân áo. Đây là cái hàng móc ở trên cùng, đâm kim vào cái chân móc này. Móc cái sợi len của phần tay áo qua cái chân móc này, sau đó móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc vừa móc của phần thân áo và cái chân móc đầu tiên của cái phần tay áo là chân móc này đâm kim qua hai chân móc này móc vào đây một mũi móc đơn ở cái chân móc phía dưới này cái chân móc kế bên của cái phần thân áo này các bạn đâm kim vào đây đồng thời cũng đâm kim vào cái chân móc thứ hai cái chân móc này của cái phần tay áo đâm kim vào chân móc này móc đồng thời qua hai chân móc này hai mũi móc đơn cùng chân móc Tương tự hai chân móc kế tiếp: là cái chân móc của phần thân áo là chân móc này và cái chân móc của cái phần tay áo là chân móc này móc vào đây cho mình. Móc vào hai chân móc này móc đồng thời hai mũi móc đơn cùng chân móc: làm tương tự cho đến cái mũi phía dưới này cũng móc cho mình hai cái chân móc của phần tay áo và phần thân áo chậm lại. ở hai cái chân móc phần tay và phần thân mà mình có gắn kim đánh dấu á các bạn móc vào cái chân kế bên là cái chân móc này của cái phần thân áo đây cái chân kế bên của cái chân mà mình đánh dấu cần kim đánh dấu á đâm kim vào đây đồng thời cũng đâm kim vào cái chân móc sát cái chân móc mình chừa ra ở phía tay áo đâm kim vào đây móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn ở cái chân móc mà mình gắn kim đánh dấu ở phần thân áo á các bạn móc vào đây sau đó móc vào cái chân móc mà mình chưa ra ở phần tay áo móc qua hai cái chân móc này một mũi móc đơn một chân kế bên là cái chân móc này đâm kim vào đây và cái chân móc mà mình móc mũi dời ở cái phần tay áo á là cái chân móc này móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn hai mũi móc đơn cùng chân móc Ở các cái chân móc còn lại ta cũng móc tương tự giống như cái hàng móc ở phía bên này. Ta đâm kim vào cái chân móc này của phần thân, đồng thời đâm kim vào cái chân móc kế bên này, cái chân móc phía sau này của phần tay, đâm kim qua đây móc hai mũi móc đơn. Làm tương tự cho đến đầu phía bên này. Sau khi ghép được cái phần thân và phần tay lại với nhau thì ở cái chân móc cuối cùng của cái phần thân, các bạn móc vào chân móc cuối cùng và chân móc cuối cùng của phần tay các bạn cũng móc vào cho mình, sau đó móc vào đây một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là ta đã nối được cái phần tay áo và phần thân áo lại với nhau. Nối lại bằng các cái mũi móc đơn như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn viền bo lại cái phần tay áo. Thì theo như kinh nghiệm của mình, khi các bạn móc xong cái phần tay áo, các bạn khoan hãy nối cái phần tay này vào trong cái phần thân. Các bạn kéo cho mình cái sợi len dài ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần bo ở phần tay áo. Vì khi nối cái phần tay và phần thân áo, ta tạo nên một cái khối, cái khối này nó sẽ làm cho mình cảm giác như bị vướng khi mà móc cái phần bo. Các bạn cứ móc cho mình cái phần tay này Sau đó móc đến cái phần bo Và nối lại cái phần tay áo vào thân sau Các bạn dùng màu len trắng Đâm kim vào cái chân móc ở đây Ở đây cái phần tay áo Các bạn đâm kim vào cái chân móc mà mình gây nên móc xích đó. Đây đâm kim vào đây cho mình Cái chân móc xích đây Các bạn đâm kim vào cái chân móc xích này Móc và kéo len qua Móc lên một mũi móc xích móc vào chân móc kế bên một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc sau khi móc các cái mũi nửa kép đến cuối hàng thì móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo dài sợi len ra ta không cắt len mà tiến hành viền tiếp cái màu đen vào trong cái phần tay bo đưa sợi len ra sau hàng móc sau đó dùng kim đâm vào cái chân mũi dời của cái hàng phía dưới đâm vào đây móc và kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích. Các bạn kéo cái phần dây màu trắng này qua hết bên này cho mình. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu phía bên này. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc các cái mũi móc đơn đến cuối hàng, tiến hành móc vào cái chân móc đơn bên này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo dài sợi len ra. Thì để không phải cắt len nhiều ở mỗi hàng móc như thế này để thay màu thì ta tiến hành móc liền với nhau luôn. Các bạn đâm kim vào cái chân móc mũi dời của cái cái màu đen phía dưới này, đâm kim vào đây. Sau đó đưa cái chân móc của cái màu trắng đưa vào cái trong chân móc kéo cái sợi len để cho cái vòng tròn nhỏ lại sau đó ta kéo cái chân móc này kéo cái chân móc này qua cái chân móc mũi mũi dời ở phía này móc lên một mũi móc xích ta cũng kéo hết cái phần sợi len màu đen này qua một bên sau đó móc vào cái chân móc kế bên một mũi nửa kép chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép giữ cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối vòng thì cũng móc vào cái chân móc đầu tiên màu trắng ở phía bên này móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích và cũng kéo dài sợi len ra và không cắt len ta cũng kéo các cái sợi len màu trắng này kéo các cái sợi len màu trắng này qua một bên kéo qua một bên như thế này sau đó cũng đâm kim vào cái chân mũi dời của màu trắng ở đây của cái hàng móc màu trắng đâm kim vào đây ta cũng đưa cái mũi móc màu đen này vào trong cái thân kim sau đó kéo lại nếu cái nút này qua cái chân móc móc lên một mũi móc xích cái mũi móc đơn ở cái hàng tiếp theo này cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc đến cuối hàng, móc vào chân móc kế bên một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo lên. Cái phần bo này ta đã đủ được hai hàng móc màu đen, các bạn tiến hành cắt cái sợi len màu đen này. Tiếp tục đâm kim vào cái chân móc mũi dời của cái hàng móc màu đen này, đâm kim vào đây. Sau đó móc cái sợi len trắng này, đây, đưa cái vòng tròn này qua cái thân kim kéo để vòng tròn nhỏ lại đưa cái vòng tròn này qua cái chân móc móc lên một mũi móc xích cho mình mỗi chân móc là một mũi nửa kép mỗi chân móc móc một mũi nửa kép cho đến cuối hàng móc các bạn giấu luôn cái phần len này vào trong cái mũi móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng tiến hành móc vào cái chân kế bên một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo vào các len tiến hành giấu phần len thừa vào trong mũi móc sau khi giấu len vào trong mũi móc như thế này thì ta sẽ tiến hành nối cái phần tay này vào cái phần còn lại của thân áo các bạn cũng đặt cái phần thân áo ở mặt phải như thế này sau đó ướm phần tay áo vào thân áo lật mặt phía ngoài của thân áo ra thì cái phần mũi móc cuối cùng của tay áo nó sẽ chạm vào cái mũi móc ở phía này của phần thân áo các bạn cũng tiến hành nối cho mình tương tự như cái phần nối ở phía bên này sau khi nối tay vào trong cái phần thân áo thì ta được một phần thân áo như thế này bây giờ ta sẽ tiến hành viền cái phần cổ áo lại cái viền bo ở cổ áo nó sẽ có một chút khác biệt các bạn dùng màu trắng để viền cái hàng đầu tiên của phần cổ áo đây là cái phần thân áo đây là phần mặt trước thì ở cái điểm nối ở chính giữa đây đây là cái điểm nối chính giữa các bạn đâm kim vào cái điểm sát bên này đâm kim vào cái chân móc này móc và kéo len qua sau đó móc vào cái điểm mà mình nối cái phần thân và phần tay lại đây móc vào đây cho mình móc vào đây hai mũi nửa kép Chân kế tiếp là cái chân móc của cái phần tay áo. Là cái chân móc này móc vào đây một mũi nửa kép. Chân kế bên móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu phía bên này. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Tương tự móc vào cái điểm nối của phần tay và phần thân, móc vào đây hai mũi nửa kép. Sau đó móc một mũi dời vào cái chân móc ở phần thân này, đây móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là ta đã viền được hàng thứ nhất. Bây giờ ta sẽ tiếp tục viền cái hàng màu đen. Các bạn đưa sợi len ra phía sau của hàng móc. Sau đó đâm kim vào cái chân móc sát bên này, đâm kim vào đây cho mình, móc và kéo len qua chân móc. Sau đó móc vào cái chân móc này, móc vào đây. Móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế tiếp móc một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến điểm phía bên này. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì ở chân móc cuối cùng móc vào cái chân móc mà mình móc mũi dời á, móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó móc vào chân móc ghế bên của phần thân áo, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt lên. Tiếp tục ta viền thêm hàng màu trắng. Bạn cũng đưa sợi len trắng vào sau cái hàng móc, bỏ qua cái chân móc đầu tiên này và móc vào cái chân kế bên này. Đây, móc vào chân kế bên này, móc và kéo len qua chân móc. Sau đó móc vào cái chân móc phía dưới này, cái chân móc màu đen này, móc vào đây hai mũi nửa kép cùng chân, chân kế tiếp móc một mũi nửa kép chân kế bên cũng một mũi nửa kép chân bên cạnh cũng một mũi nửa kép làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái điểm phía bên này mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc mỗi chân móc cuối cùng các bạn cũng móc vào đây hai mũi nửa kép cùng chân sau đó bỏ qua cái chân móc đầu tiên móc vào cái chân kế bên này móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo vào các len ở cái hàng móc mũi đơn màu đen tiếp theo các bạn làm tương tự cho mình giống như cái hàng móc màu đen này sau đó móc thêm cho mình một hàng màu trắng tương tự như vậy sau khi móc lên được hai hàng móc như thế này các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên đây, cái phần thân áo bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân móc kế bên một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và các len. Tiến hành giấu cái phần len thừa này vào trong mũi móc. Sau khi giấu len vào trong mũi móc thì ta được một phần cổ áo như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc viền lại cái phần ở đây để tạo cái lỗ cài nút cho cái phần thân áo. Tạo lỗ ở phần thân phía bên này đưa sợi len màu xanh ra sau hàng móc. Đâm kim vào cái chân móc phía dưới này, đâm kim vào đây. Móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc móc một mũi móc đơn. Chân móc kế bên là cái chân này, cái chân nằm giữa này, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp là cái chân móc ở phía trên này, móc vào đây một mũi móc đơn. Chân móc kế bên là cái chân móc này, cái chân móc này móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Như vậy là ở cái phần bo ta đã tạo nên được 6 chân móc như thế này tiếp tục móc vào chân móc kế bên của phần thân móc vào chân móc này hai mũi móc đơn cùng chân chân móc kế tiếp móc hai mũi móc đơn vào chân móc này chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu phía bên này mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc khi móc đến cuối hàng ở cái chân móc cuối cùng các bạn móc vào cái chân móc cuối cùng này một mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở hàng móc tiếp theo này mình sẽ tiến hành tạo lỗ để cài nút cho cái phần thân áo móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn sau đó móc lên một mũi móc xích bỏ qua cái chân móc kế bên này móc vào cái chân bên cạnh một mũi móc đơn Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho mình cho đến khi ta được 10 mũi móc đơn liên tiếp. Sau khi móc được 10 mũi móc đơn liên tiếp, tiến hành lên một mũi móc xích. Bỏ qua cái chân móc kế bên và móc vào chân bên cạnh một mũi móc đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho mình 10 chân móc, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình 10 mũi móc đơn liên tiếp. thì ở hai chân móc cuối cùng này các bạn cũng móc lên một mũi móc xích và bỏ qua chân móc này móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở cái phần lỗ của cái chân móc xích này các bạn móc vào đây cho mình ba mũi móc đơn như vậy là ta đã tạo được một cái lỗ để cài nút như thế này các bạn bỏ qua cái chân móc xét cái chân móc xích này và móc vào cái chân kế bên một mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn móc các cái chân móc còn lại cho mình mỗi chân móc móc một mũi móc đơn đây ở cái chân móc xích này các bạn cũng móc cho mình qua cái lỗ móc này đây là cái chân móc xích các bạn không móc vào cái chân hai cái chân kế bên của cái chân móc xích này các bạn không móc vào mà các bạn móc vào luôn cả cái chân móc xích này móc vào đây ba mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là ta đã tạo được một cái lỗ cài nút như thế này các bạn cũng bỏ qua cái chân móc mà xét cái chân móc xích đó các bạn không móc vào đây mà móc vào chân kế bên một mũi móc đơn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cũng tạo cho mình các cái lỗ móc như vậy thì ở các cái lỗ này các bạn không móc vào hai cái chân móc kế bên của cái chân móc xích mà các bạn móc luôn vào cái chân móc xích cho mình móc cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cái phần len thừa vào trong mũi móc Đối với cái phần viền ở phía bên đối diện, các bạn cũng làm cho mình ba hàng móc tương tự như các cái hàng móc phía bên này. Nhưng các bạn móc đều cho mình và không tạo các cái lỗ để cài nút. Móc cho mình ba hàng móc tương tự. Sau khi móc lên được ba hàng móc như thế này, các bạn tiến hành may cho mình các cái hạt nút. Tương ứng với các cái lỗ cài nút ở phía bên này. Sau đó trang trí thêm hình ngôi sao như thế này. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong một mẫu áo thể thao cho bé như thế này. Chúc các bạn thành công